Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Winta, tin tức ngày 18 tháng 6 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Tôn Đông Á trao 1 tỷ đồng để mua vaccine phòng chống Covid-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hơn lúc nào hết, tinh thần, tương thân tương ái của người Việt lại càng tỏa sáng. Cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Tôn Đông Á đã triển khai nhiều hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Thương người như thể thương thân, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, sáng ngày 17 tháng 6 tại Bình Dương, ông Hồ Sông Ngọc, Ủy viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã trao 1 tỷ đồng cho Ban Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống Covid-19. Và theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Bình Dương, sáng ngày 17 tháng 6 tại tỉnh có thêm 7 ca dương tính với Covid-19 là công nhân. Như vậy, cho đến nay, Bình Dương đã ghi nhận 77 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 35 ca lây lan trong cộng đồng. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng 800.000 liều vaccine Covid-19 cũng đang được Bộ Y tế điều chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh, nhanh chóng triển khai tiêm cho nhân dân và người lao động. Vì vậy, hơn lúc nào hết, việc đóng góp 1 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á trao trực tiếp tại Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bình Dương để cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh sớm nhanh chóng có vaccine tiêm chủng trong cộng đồng là việc làm vô cùng thiết thực và kịp thời. Được biết thì cùng với sự đóng góp của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, tính đến ngày 17 tháng 6, Ban Cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ với tổng số tiền trên 86,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 45,1 tỷ đồng và hàng hóa, vật tư, trang thiết bị y tế như máy xét nghiệm, máy đo nhiệt độ, buồng khử khuẩn trị giá trên 41,1 tỷ đồng. Về phía doanh nghiệp Tôn Đông Á, trước đó vào tháng 4 năm 2021, Tôn Đông Á cũng đã đóng góp và gửi tặng các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng, nơi vùng Pên Dậu của Tổ quốc đang phải chống dịch Covid-19 với số tiền là 300 triệu đồng. Ngoài ra, đáp lại lời kêu gọi vận động mua vaccine phòng chống Covid-19 thuộc quỹ chung một tấm lòng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 vừa qua, Tôn Đông Á đã ủng hộ kinh phí 300 triệu đồng. Như vậy, chỉ tính riêng chi phí ủng hộ phòng chống Covid-19 của Tôn Đông Á từ tháng 4 năm 2021 đến nay đã lên đến là con số 1,6 tỷ đồng. Luôn đồng hành với cộng đồng để cùng xây cuộc sống xanh. Và thành lập từ năm 1998 đến nay, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á luôn đặt vị trí cao trên thị trường thép lá mạ Việt Nam và thế giới bằng việc nâng cao chất lượng, cải thiện dịch vụ, kiên trì mục tiêu uy tín, chất lượng, phát triển bền vững. Với phương châm cùng xây cuộc sống xanh, Tôn Đông Á luôn quán triệt hai nhiệm vụ kép, vừa thực hiện kinh doanh có hiệu quả, vừa phát triển bền vững về lợi ích của cộng đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đã trao 1 tỷ đồng cho Ban Cứu trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, đóng góp vào quỹ vaccine chung tay cùng cả nước phòng chống Covid-19. Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tôn Đông Á, ông Hồ Sông Ngọc xúc động. Không phải tới hôm nay mà hơn 20 năm nay, Tôn Đông Á luôn ủng hộ hết mình cho Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Bình và Quảng Trị rất nhiều. Trong rất nhiều chương trình thiện nguyện, bão lũ miền Trung, học sinh nghèo vượt khó, máy ấm cho đồng bào nghèo, vân vân, đã giúp cho hàng ngàn gia đình vượt qua khó khăn, vượt lên chính mình trong cuộc sống. Nhiều mảnh đời tuổi thơ cơ cực được tiếp tục tới trường. Việc mua vaccine chung tay cùng cả nước phòng chống Covid-19 lần này cũng là cùng xây cuộc sống xanh. Tôn Đông Á muốn đóng góp một phần nhỏ công sức để đất nước nhanh chóng khắc phục những khó khăn của dịch bệnh, góp phần ổn định sản xuất và phát triển kinh tế. Ghi nhận sự đồng hành liên tục của Tôn Đông Á trong suốt thời gian qua, bà Nguyễn Thị Lệ Trinh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, Phó Ban Cứu trợ tỉnh Bình Dương đánh giá rất cao sự có mặt kịp thời của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á khi dịch bệnh xảy ra và mỗi khi tỉnh ra lời kêu gọi quyên góp. Mặc dù đang phải đối phó với Covid-19, vừa lo sản xuất kinh doanh, nhưng với nghĩa cử thương người như thể thương thân trong cơn hoạn nạn lại càng thấy trân trọng và xúc động trước những tấm lòng vàng của tập thể Tôn Đông Á mãi luôn hướng về cộng đồng. Và đó là thông tin ngày 18 tháng 6 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ thì hãy đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi, và đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt anh em.